Sau thời gian tranh tài sôi nổi, giải bia ba băng thanh niên mở rộng năm 2023 đã khép lại vào chiều tối ngày 24 tháng 6. Theo đánh giá của ban tổ chức, đây không chỉ là một giải đấu giao hữu, bởi các tay cơ đã thi đấu rất ấn tượng, cống hiến cho các khán giả những đường cơ ở đẳng cấp rất cao. Ngoài ra, sự góp mặt của các vận động viên chuyên nghiệp từng tham dự SEA Games 32 cũng giúp giải đấu thêm phần hấp dẫn. Năm nay thì ban tổ chức cũng mời một số vận động viên chuyên nghiệp. Thì như vậy thì các cái cơ thủ mà nhà báo chúng ta là phong trào, nhưng mà tuy nhiên chúng ta sẽ học hỏi được những cái kinh nghiệm thi đấu cũng như là những đường bi hay sáng tạo. Qua đó thì cái giải là nó nâng được cái chất lượng lên, và anh em thi đấu thì nó cũng cảm thấy là vui. Đây thực sự là sân chơi của các nhà báo chúng ta. Một trong những yếu tố khác cũng góp phần làm nên sự thành công của giải, đó là thể thức thi đấu. Kể từ vòng tứ kết, các trận đấu sẽ diễn ra trong 3 ván. Ở ván 1 và ván 2, các vận động viên sẽ đánh bại đối thủ của mình nếu chạm mốc 11 điểm trước. Nếu trận đấu chưa được định đoạt, hai cơ thủ sẽ bước vào ván thứ 3. Tại đây, tay cơ nào chạm mốc 9 điểm trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Với luật thi đấu này, các vận động viên sẽ có cơ hội sửa sai, dẫn đến việc nhiều trận đấu có kết quả bất ngờ. Bất ngờ lớn nhất của năm của ngày hôm qua đó là việc đương kim vô địch SEA Games là cô Ngọc Huệ đã bị thua một cái cơ thủ phong trào là Lý Minh Tân. Ngoài ra thì còn rất nhiều cái trường hợp khác nữa thì cũng rất là bất ngờ. Trong những khách mời thì trong 97 cô nữ, 7 vận động viên nữ thì có 5 người vào lọt tiếp vào vòng 32. Còn trong số các cái tay cơ khách mời thì cũng có một số vào tiếp, cũng có một số bị loại, và đặc biệt là anh em bố trí vào rất là đông. Điều đó để nói lên là cái phong trào bia chúng ta đang rất tốt và cái sự tranh đua rất là tạo lên những cái trận đấu rất là kịch tính, ngoạn mục. Sau khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh, cơ thủ Nguyễn Hoàng Yến Nhi đã trở thành nhà vô địch giải bia ba băng thanh niên mở rộng lần thứ 2 năm 2023 cúp Việt Belu. Kết quả không có nhiều bất ngờ bởi Yến Nhi đang là nhà đương kim vô địch quốc gia. Tuy nhiên, theo Yến Nhi, những gì cô nhận được ở giải đấu này còn hơn cả một danh hiệu. Em thấy là các anh nhà báo đã làm một giải rất là chuyên nghiệp, giống như là từ khâu trọng tài cho tới một khu vực thi đấu riêng. Và giờ thi đấu thì nó giúp cho em là cũng như là rèn luyện một cái quá trình thi đấu, giống như là một khi mà em thi đấu thật sự không có người, không có ai bên cạnh hết, chỉ có mình và trọng tài thôi. Và ngoài ra thì các anh nhà báo đánh cũng rất là tốt, em cũng đã cố gắng hết sức thì mới có thể được chức vô địch này, chứ cũng không dễ dàng. Giải bia ba băng thanh niên mở rộng lần thứ 2 năm 2023 cúp Việt Belu đã khép lại trong bầu không khí vui vẻ và nhiều kỷ niệm đẹp. Hy vọng rằng trong tương lai, những giải đấu bia với chất lượng chuyên môn cao sẽ được tổ chức để môn thể thao này đến gần hơn với khán giả Việt Nam.